Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 12 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 8, thời tiết Bắc Bộ vào đợt mưa lớn kéo dài. Cụ thể, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8, Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8, khu vực có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn tiếp diễn nhưng với cường độ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17 đến 19 tháng 8, có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa ở miền Bắc, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp, ở không gian cấp tỉnh, với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên các khu vực tỉnh vùng núi. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Được biết, mặc dù thời tiết đã lập thu nhưng tình trạng nhiệt độ cao vẫn tiếp diễn. Lý giải cho vấn đề này, một chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cho biết, tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng sang nên dù đã lập thu nhưng thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp thêm các hiệu ứng phơn là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này. Ngoài ra, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, phải kể đến trong các ngày từ 13 đến 17 tháng 8. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động từ 30 đến 32 độ C, trời mưa dông. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, cao nhất là 33 độ C, có mây không mưa. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, 12 tháng 8. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm mưa dông, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm mưa dông, ban ngày có mây, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm mưa dông, ngày có mây, nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào, ngày có mây, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Tây Nguyên, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C, cao nhất là 29 đến 35 độ C. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng, có mây, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.